đi ăn sáng các bạn ạ, buffet. Hai ông đấy, để sáng một phiếu xem có cái món gì đâu nhỉ. Ai à, ăn thế này thôi à? Ôi đơn giản nhỉ. Ôi sao lại đông thế nhỉ. Ôi giời, kiếm gì ở đâu? Ai à. Lấy đi một vòng. Ừ? Lấy đi. Ờ. Ôi giời. Ôi. Này, căng. Ô. Ngoài cả nhà ăn sáng nhá. Đấy. Anh em này được ăn buffet. Buffet vẫn là mì tôm, xúc xích nhỉ. Xôi. Xôi. Nay đi chứ ăn. Đáng yêu quá quả. Là biến. Rồi mời cả nhà. Mẹ này nhau. Ngắm biển Hạ Long một cái các bạn ơi. Biển hôm nay có mỗi công ty mình thôi các bạn. À, vắng như chùa Bà Đanh các bạn này. Tầm giờ là tầm 9 giờ sáng các bạn ạ. Ôi giời, biển này trong quá, nước trong veo, trong vắt này cả. À, nước trong các bạn. Chiều nay mình thử ra đây xem là có người không. Hôm nay mình nhìn thấy đi lang thang thì không thấy có du khách mấy các bạn ạ. Đấy. Nước trong ghê, mỗi tội không có sóng các bạn. Rồi đi xuống biển ngay cho nó biết biển các bạn. Bây giờ thì công ty mình đang tổ chức chương trình hào khí CVT các bạn. Xong đây thì mình về là sẽ đi ăn uống. Và chiều nay thì mình sẽ đi chơi các trò chơi cảm giác mạnh các bạn. Kia khu vực đằng kia. Đấy. Chứ còn không biết là chiều tối nay có kịp đi ra đây tắm biển ngay không? Bay cao bay xa hơn với tất cả những setup cho các bạn. Mở chúng speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Running wild.
best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. Một số anh em mình sẽ đi chơi cảm giác mạnh các bạn ạ. Sáng nay thì đi chơi các chương trình văn nghệ của công ty. Mình đi bộ hay đi đấy? Xe điện luôn à? À, thôi đi. Có bên dòng luôn. Đây đi đâu đi? Đây 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 đây. Cái gì cũng hay. Hay ớm hay quả này. Nắng kinh nhỉ, hôm nay nắng ngát đấy. Thank you.
đi xong rồi. Đông lắm, đây gần chục anh em. Như lần trước anh em nhỏ chỗ này Mường Thanh này là đi bộ có đây được nhỉ? Ừ đấy, trước nhỏ Mường Thanh này. Này là anh em đi này phải đeo kính râm vào, còn ngắm còn liếc liếc ngang liếc dọc. Còn mình có vé gì anh? Chưa có vé này. Có vé này. Ôi anh em mày cứ đi vào kia ra mình lấy. Mình gì đây? Mình đi có việc làm anh ơi. Gửi cho trường, gửi cho anh một người gửi cho anh. Sau bắt đầu. Bây giờ anh em đang vào đây mua vé các bạn ơi. Rồi. Cảm ơn anh em, mình thích cái cảm giác mạnh ấy. Mua vé xem nào. Rồi xem cái phí chơi bán vé. À. Ô. Còn cái chú ơi. Còn cái bút chơ chú cầm à? Chú cầm à? Đấy. Được tận khuyến khuyến bút chơ. Bút chơ vừa giảm tiền không? Bút chơ 120.000 à? 120.000. Ôi giời, cái này quả này ăn ốm các bạn. Xem nước thoải mái. Ôi giời. Trong này sạch đẹp quá các bạn ơi. Ây da. Đây là hai con này là hai con gì nhỉ? Đẹp chưa? Đài phun nước các bạn. Đây tàu lượn đây. À đấy à? Đâu? Đây, tàu lượn. Tàu riêng, chuẩn tàu. Rộng phết đấy. Trong này mát sạch đẹp nhỉ. Bao nhiêu năm đi đây mà lần này lần đầu tiên đi vào đây rồi. Là mới có dịp vào đây. Xưa nhiều ghê. Xưa trắng. Xưa trắng là ngon đấy. Xưa đỏ hơn. Chỗ này rất xanh và sạch đẹp các bạn ạ. Nay nhà mình đi thì nó vắng khách. Đấy, chưa gì đã tìm chỗ đổi đồ ăn rồi. Giấy gì á? giấy đổi đồ ăn. Chết à? Mất mất cả tấn thóc thì chết à? Trước chú dòng này anh. Cứ thống nhất là của anh hết nhá. Ở xa nhìn cũng rõ anh bị kẹp. Xong bây giờ em nhìn gần em thấy trẻ. Em cứ thống nhất là của anh hết nhá. Xin chào ạ. Đấy.
Mình mà đi du lịch ấy, anh ơi, vừa lòng nha. Em phải gọi cho cái xích ấy. Anh ơi, từ từ anh đợi em đợi xem có khách vào không mà đi mấy luôn. Chả có này. Cái gì mà... Cái... Đâu anh, gửi lại bao nhiêu khách đi qua đây bao nhiêu vòng rồi. Cái gì mà... Chả có món nào cái gì nữa. Cái gì mà từ từ. Anh đợi em một chút nữa, tại vì em đợi xem mình lên kia rồi em đợi ấy. Anh là phải đúng người ghế. Không ạ, à, không cần thế ạ. Tí nữa xem người ơi. Quay cái này thì không khác. Cứ đứng. Đi cứ đứng chờ ở đây à? Nhiều lúc mà quay lại. Hả? Cái đồ ăn này ạ? Mình là buffet hay gì ạ? Một trò một chiếc gì ạ? Chắc là qua nhà hàng với cái buffet kia ạ. Nhà hàng qua cách hai cầu ấy ạ. Thôi chạy nước thì được rồi. Em người đâu ấy? Em ở Hà Lan. Dạ, qua qua phê. Anh ở đâu ạ? Anh ở Phú Lý. Phú Lý, đây không Hà Lan luôn ạ? Thôi, đúng rồi anh ạ. Ông thì mình là ở Phú Lý ạ? Thế mai nó đi. Thành phố mà, thành phố này. Em đi đúng luôn. Anh cứ chắc không đi? Chắc đấy. Nên em sẵn đã biết thì bây giờ cả công viên có mỗi bọn anh mà đứng ở chờ thì à, bố lý không đấy. Anh ơi, mình vui lòng bỏ mũ mắt kính túi sách ba lô và thay để đồ màu xanh cho em nhé. Rồi rồi. Vâng. Điện thoại ra phải có không? Bạn gửi đâu? Không ạ, ngồi vui lòng ngồi cách hai ghế cho em ạ. Là cách hai hàng ghế một ghế ạ. Vui lòng ngồi cách hai ghế. Quay thật mạnh vào nó sốc đấy. Vui lòng đấy. Cái quay rồi. Bye bye em nhá. Bye bye anh ạ. Ừ. Có phải chơi bằng hết không? Đi đấy chơi bắn súng à? Đi thuyền à? Hay à? Đi thuyền á? Nó lắc. Cho vào phải đái không? Cho này vẫn chưa đồ đâu. Chơi như bên này của con. Đấy, đi trở lại anh ạ. À, đi đấy à? Chơi đấy phải à? Ờ, trên đây đó bảo chị ạ. Nhưng mà con ghê, thì ra đây cao ghê lắm. Rồi, đây cao. Bây giờ như mũ, alo, xử lý ạ, điện thoại ạ. Máy quay ạ, con người đến khai một xanh giúp em ạ. Và lý do là lên đấy ngồi thì không tự thì đóng đai an toàn ạ. Xem có người bên em đóng đai an toàn cho. Bỏ mũ ra. Vừa chơi, trò chơi này say xe luôn các bạn ạ. Chóng mặt luôn. Quay lại chơi lại đọc cái này rồi cháu chơi.
Ôi, ra 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 bên cầu bên kia để xuống đi ấy. Cảm giác cũng hơi buồn rủn chân tay ấy nhỉ. Các bạn xe nó còn đỡ mà nhẹ không được. Nếu mà đang nó xe xe. Rồi ra chơi đi tàu nhuận này nó mới này. Rồi rồi cái loại này đéo chơi đâu. Đi là phải đi hết, tất cả anh em đều đi hết. Dông ngược lên này đéo chơi đâu. Lôn thì lôn. Đi vẽ lấy kia mới ngang ngang. Đây dông ngược đâu, đây nó chỉ đi. Nó chỉ đưa nó anh quanh quay gì mà. Đây này nó bong lên này. Đang ở trên nào. Rồi đây rồi. Đưa kia rồi. Nó quay ngược này dù một phát này này. À thế mày không? Luôn. Luôn lao người luôn. Tuấn giờ nó đang đau đầu. Đây này. Một chơi ẩm thực đây này. Ủa không ăn. Tí nữa thì nó giở lốm. Mẹ mày sau cho sốc một phát rồi xong bằng dạo. Đi mấy phát cuối là nhắm mắt mở. Cái làm gì? Mẹ. Vào đây ấy. Chỉ không đi là tất cả chỉ không đều chơi hết. Ô, xe ở ngoài. Rồi xong cái này. Tuột. Quá mắc quần trên đỉnh đi. Hoài. Còn ra con này còn ra đỉnh. Nhôn. Đầu tiên mới còn chưa ấy như sau cũng. Nó lên cao là run chân đấy. Nó xuống là chưa có như kiểu. Đây đi tàu. Đây vào trong này anh em ơi. Thầm ma. Trong này có cái gì mà tận ấy? Dạ. Đây ạ, à, của đây các bạn giá thử đồ đấy. Đặt cọc gì ở đây? Bạn nói đi không? Làm kia đồ đeo làm gì? Đi. Thì mà có ai không chơi thì mình có thể gửi. Vào đây ngồi đây các bác này. Bỏ ngoài ở đây của đoàn đến nó bỏ. Dạ có không tới ngồi mát phải mát. Và trong này là đâu ai có cuốn cổ gì có điện thoại đây. Tái mặt các bạn ạ. Vừa đấy mình đi chơi cái trò chơi tàu lượn này. Bây giờ anh em đây vẫn còn sợ quá. Bây giờ anh em đang luôn lao kiểu như say rượu luôn. Say rượu nó bỏ. Đấy. Ủa mặt luôn. Ôi giời. Ôi. Trường vào năm vong nữa. Lần đầu tiên đi. Chắc là không có lần thứ hai đâu các bạn. Trường dài cả mặt. Sợ quá. Lần đầu là lần cuối. Bây giờ đang bị tiền đình như thế nào đứng. Ôi giời. Vào nhà ma được. Bị vẹt giết chết này mà ông nào yếu tim không đi được vậy nhỉ? Bành bành kiểu đéo gì. Hai anh em mình vào nhà ma đi. 5.000 kia, giá vé 50.000 kìa. Ở đâu là cả cái giá vé đây, cũng có giá vé 8.000 đây. Đây là gửi đồ. Gửi đồ. Đặt cọc. Hơi hờ. Đây có thể hay. Hai anh em rồi. Xem ma nó có gì đâu. Tung vào. Cho nó gầm chạy. Mình phải chơi. Đúng rồi, đã thật đéo được. Cứ bày đéo. Cứ bình bình nhỉ. Đây vẫn nhiều siêu lắm. Anh Phương vẫn nhiều siêu. Chóng hết mặt đi. Bụng nhức giờ luôn nào. Tiếp chưa em. Ôi ơi, trò chơi. Đúng là cảm giác mạnh các bạn. Thế mà cái của đi hết. Các mình phục luôn. Nhiều. Thằng bên cạnh nó cứ kêu mình đâu sợ nó, mình vẫn nắm chặt. Đâu sợ nó. Thôi chẳng nào ba đây 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 đây. Đây vào đây uống nước nha mày. Ở đây nhà vệ sinh này, nhà. Đúng là lên đây bảo đáy là quần cũng hơi khó. Nghĩa mà, không biết không? Đâu?
đổi, có thể đổi nước này. Em có nước ạ? À? Có nước, có kem và có xúc xích ngoài ấy. Ngoài ra đồ ăn thì ở bên kia chúng em có cả đồ ăn ạ. Vừa đấy với đoàn mình vào đây chơi đến chơi muốn tàu lượn các bạn ơi. Ôi dồi lộn nhào. Ui, cảm giác cảm giác thoát tim rồi, kiểu như giờ xuống say xe luôn nào đấy. Đây 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 quay đây, quay đấy mình kinh khủng. Ê, ê. Mình vừa chơi xong cái trò chơi tàu lượn này các bạn ạ. Đấy, giờ xuống kiểu như là say xe ấy. Đấy là 9 anh em vào và bây giờ là 5 anh em phải bỏ trận đi về. Mà trong này là rất nhiều trò chơi mà mới chơi được có 3 trò chơi rồi các bạn ạ. Giờ là chơi trò say quá đây, toàn anh em say xe luôn nào. Mặt mũi cứ đần thối rồi các bạn ơi. Đấy. Lắc lư. Lúc đi thì máu thế mà giờ thì đấy. Đây vừa lấy thì mình chơi cái trò chơi này các bạn. Đó, chơi này. Với trò chơi đi thuyền ở trong kia. Chơi hai cái này là cảm giác đã thấy ấy rồi. Hồi lên một lúc xuống đã thấy trùng trùng chân rồi. Sau vào cái trong cái chơi trò chơi tàu lượn kia đấy là tắt điện luôn các bạn. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.